đây là bạn bạn Bin, bên này là bạn Bin, đúng không? Ở bên này là bạn Xuân Hiếu, bên Xuân Hiếu, còn ở đây là Hồng Nhung đang ở đây. Hồng Nhung đang chui vào đây. Hồng Nhung trèo cao thế nhỉ? Hai bạn này trèo cao thế nhỉ?